Ở Huế thì là một trong những cái nơi mà có rất là nhiều cái làng nghề rất là truyền thống của Việt Nam. Rồi Tùng có duyên là Tùng liên hệ được với một cái cơ sở, một cái nhà mà làm đúc đồng. Họ làm cái chuông trên 1 tấn. Đó là cũng cái sản phẩm đầu tiên mà của họ từ khi họ tách ra họ làm riêng. Tùng chụp ở cái làng nghề đúc đồng này á, nó được 4 ngày. Mình chụp được từ lúc họ bắt đầu họ làm khuôn, sau đó họ nấu đồng tan chảy ra và họ đổ đồng vào khuôn, và sau cuối cùng là họ gỡ cái khuôn ra và có một cái sản phẩm hoàn thiện. Đúc đồng á là đốt một cái mẻ, một cái lò rất là lớn như thế này, tất cả những đồng, dây đồng và đồng khối đốt mà có độ nóng rất là nóng. Cái độ bung lửa của than á, khi mà họ thổi cái quạt, khi họ thổi cái quạt vào vào cái nồi đồng á, để cho lửa nó bung lên á, nó giống như một cái họ núi lửa mà họ bùng cái núi lửa mà họ bùng phát lên gì á, thì cái sự căng thẳng, cái sức nóng á, nó ảnh hưởng rất là nhiều trong cái khuôn mặt của những người thợ. Tùng muốn ghi lại được những cái khoảnh khắc bằng cái lens 85 1.4, thì cái lens đó chúng ta có thể đứng xa ra một chút xíu để chụp những cái khoảnh khắc. Khi mà chúng ta đến một cái cơ sở chụp ảnh, đặc biệt là những cái cơ sở mà dạng như là gia đình, họ không có phải là những cái nơi mà nó hiện đại, nó mang tính công nghiệp á, thì nó có 2 yếu tố mà giúp chúng ta phải chuẩn bị trước khi chụp. Thứ nhất là ánh sáng yếu, cái thứ hai là cái hậu cảnh, và cái hậu cảnh nó tùm lum hết trơn á, nó đủ thứ trên đó, là chúng ta phải chọn là cái lens có độ mở lớn để chúng ta xóa cái phông đi để giảm cái rối trong cái bức hình. Cái thứ hai là chọn cái lens có độ mở lớn để chúng ta chụp được những cái điều kiện ánh sáng yếu. Với một cái bối cảnh nào đó thì thường á, các bạn hay bị say, anh em hay dùng cái từ trong nhiếp ảnh đó là hay bị say mồi, đó là mình bị cuốn hút vô cái dòng chảy, cái sự kiện của mình chụp, mình cuốn hút vô cái chủ đề chính của mình nhiều quá, thiếu cái sự quan tâm ở bên ngoài. Nếu các bạn tiến một bước để chụp thì bắt bạn phải lùi 3 bước, tiến một bước để các bạn quan sát chi tiết nó tốt hơn, quan sát cái cận cảnh nó tốt hơn, lùi 3 bước để các bạn thấy rằng ở bên ngoài nó còn nhiều cái hay hơn, nó còn nhiều cái thông tin tốt đẹp hơn, nó còn nhiều cái mà cần chúng ta để đưa vào khung hình hơn. Tôi muốn lưu lại và muốn gửi một cái thông điệp rằng làng nghề của Việt Nam rất đa dạng, rất phong phú, muốn cho người xem thấy rằng cái tay nghề của người Việt Nam mình về đúc đồng rất là tốt, rất là cao. Cái thứ hai nữa là muốn cho mọi người biết rằng nên gìn giữ, nên bảo tồn những cái làng nghề mà mang tính địa phương, mang tính truyền thống. Đó cũng là một cái cảm xúc mà rất là đặc biệt. Mặc dù mình không có làm đồng, mình không có làm khuôn, mình không có đổ đồng, nhưng mình hòa mình cùng với những cái công việc của họ, mình ghi lại những cái khoảnh khắc của họ đang làm, mình lưu giữ được những cái khoảnh khắc đó.